các quỹ mở được pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng, hoàn toàn yên tâm về tính hợp pháp. Công ty quản lý quỹ và sản phẩm quỹ mở được giám sát bởi các công ty kiểm toán uy tín và ngân hàng. Mọi thông tin về quá trình hoạt động đều được gửi tới nhà đầu tư. Các công ty quản lý quỹ mở có trình độ chuyên môn, nguồn lực và dữ liệu để đảm bảo đầu tư hiệu quả. Chỉ với 500.000 đồng, nhà đầu tư đã có thể tham gia. Quỹ mở đầu tư vào các rổ cổ phiếu đa dạng. Ngoài ra, còn phân bổ tại các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu. Nếu cần tiền gấp, chứng chỉ quỹ có thể chuyển thành tiền mặt nhanh chóng trong tối đa 5 ngày. Nhà đầu tư có thể bán lại một phần hoặc toàn bộ số chứng chỉ quỹ đang sở hữu cho quỹ. Nhà đầu tư có thể ủy thác việc đầu tư lại cho công ty quản lý quỹ và dùng thời gian đó cho công việc chính của mình và cho gia đình. Chứng chỉ quỹ mở phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, đặc biệt là người không chuyên, các nhà đầu tư mới hoặc muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư hoặc đã tham gia thị trường nhưng không hiệu quả. Chứng chỉ quỹ mở phù hợp với mục tiêu tích sản lâu dài như cho con đi du học, mua nhà, mua ô tô, vân vân. Đầu tư càng sớm thì sẽ càng hưởng lợi cao từ lãi suất kép. Nếu dành 3 triệu mỗi tháng mua chứng chỉ quỹ trong liên tiếp 10 năm, lợi nhuận kỳ vọng là 14% một năm, thì đến năm thứ 10, số tiền sẽ có là 786 triệu, đủ để cho con đi du học hoặc mua ô tô. Tương tự, nếu dành 10 triệu mỗi tháng mua chứng chỉ quỹ thì đến năm thứ 10 nhà đầu tư sẽ nhận được 2,6 tỷ đồng, thực hiện mục tiêu mua nhà. Đầu tư quỹ ngay qua website SSIAM hoặc qua ứng dụng SSIAM OTG hoặc giao dịch trực tiếp tại tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch của công ty chứng khoán SSI trên toàn quốc. Các chuyên gia SSIAM, công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam luôn sẵn sàng để tư vấn bạn. Gọi ngay hotline 0979 463 218. Chúc quý nhà đầu tư thành công!